Hôm nay những khuôn mặt thân quen tháp tùng cùng với cô Sáu và cô Lành lên giếng mộ Hoa Viên Bình Dương, là giếng anh trai, là cố nghệ sĩ ưu tú Quý Linh. Thì hôm nay cô đi không có con bé Ve và chồng của nó, mà đi cùng giếng hội nhóm mà toàn là những người đàn bà cộng với một đứa bé đó nha. Thì một số anh em YouTuber cũng quay và chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cô Sáu hôm nay lên giếng mộ. Thì có rất là nhiều điều mà muốn nói trong clip này. Thì thứ nhất là những cách viếng mộ của cô Sáu hôm nay nói chung là nó chỉnh chu hơn so với lần vừa qua, không hấp tấp, không vội vã và cũng không chia sẻ thông tin nhiều trước truyền thông, trước YouTuber đang quay và chia sẻ tại mộ của nghệ sĩ. Vấn đề thứ hai là khi được hỏi về câu chuyện là cô biết cái ngày trước là bên Hoa Viên Bình Dương có tổ chức lễ cầu siêu ngày Thanh Minh, có biết không? Thì cô Sáu trả lời là biết, có được mời nhưng mà không đến, hôm nay mới đến. Thì một phần nào đó cho ta hiểu thêm là cái tình cảm của họ có tốt hay không, mà tại sao những ngày Thanh Minh như vậy, đúng là những ngày đẹp, tại sao không đến mà lại đi đến vào cái ngày này. À, thì cũng nói là người đại diện, là người mà yêu thương của nghệ sĩ, muốn lấy danh dự cho anh trai của mình, nhưng mà những ngày quan trọng, những ngày đẹp thì không đến, để đến những ngày hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai đó cả nhà. Thì một cái vấn đề được nhắc đến khi đề cập đến bài thơ, một YouTuber hỏi cô Sáu là chú Thành ở bên nước ngoài hỏi là đặt bài thơ với cô Sáu ý kiến gì không. Thì cô Sáu nói là sẽ đặt, và sẽ đặt, không biết là ngày nào, nhưng mà sẽ đặt thôi. Chắc chắn là sẽ đặt bài thơ trên mộ của nghệ sĩ, không sớm thì muộn. Cô Sáu nói là ngày này không còn xa nữa đâu. À, rất là chắc ăn ở nhà ha. Rất là chắc ăn và chắc cú khi mà đề cập đến cái bài thơ sẽ được đặt ở trên mộ của nghệ sĩ. Một hình thức đặt bài thơ mà mọi người đều phản đối, không biết là theo gì tâm linh. À, cái bài thơ này nó có ý nghĩa thế nào, hay là trong bài thơ này nó có bùa có chú gì không, theo những gì mà cô Sáu với cô Lên Trên Bồn thường chơi ngải. Thì cũng được một số pháp sư ở bên Thái Lan gửi về cả nhà. Thì nói chung là rất là nhiều điều mà để cần nói trong cái buổi đi này. Và sau khi cúng xong thì cô không cho truyền thông quay để dành một sự riêng tư, thì mọi người thì tôn trọng, và hầu như thì cũng không có nhiều chuyện, một số YouTuber quay ít lắm, ở nhà khoảng 1-2 người thôi. Thì những người mà họ quay hai bên, nó chia sẻ hai bên. Một số anh em khi mà yêu thương Hồng Loan thì họ không quay, họ đứng một góc khác cả nhà. Rồi sau khi ngồi đó cũng khoảng một ít thời gian và chuẩn bị đi về, thì cô Lành đã nhanh tay gom tất cả những đồ đem cúng và đem đi về, đặc biệt là con vịt ha, theo như mô tả của một số anh em là con vịt. Thì thay vì cúng xong thì cô để lại cho anh em dùng, thì cô cũng đem về luôn. Thì có thể là đây là lần mà rút kinh nghiệm lần trước là xà đem về chứ không để là YouTuber nó bỏ sọt gác. Thì câu chuyện mà đồ cúng xong bỏ sọt gác thì xin thưa cả nhà là không có, đó là câu chuyện hiểu lầm giữa một YouTuber khi họ nói là đem vứt thùng gác, nhưng mà một món đồ ăn không bao giờ vứt bỏ thùng gác được, nó bị hiểu lầm về câu chuyện vứt thùng gác. Nên hôm nay cô Lành quyết định là đem cái con vịt quay này đi về, không để lại lọc cho anh em luôn, nghĩa là cúng xong đem về luôn nè cả nhà. Chắc có thể là do thiếu thốn vấn đề liên quan đến ăn uống xong mà phải đem về. Thì nói chung là để lại cho anh em đã canh giữ mộ có nghệ sĩ biết bao lâu rồi. Trong thời gian vừa qua, ngày nào cũng có bông hoa, ngày nào cũng có nước, có nhang đèn, nhưng mà con vịt quay thôi, có món ăn thôi mà cô Lành cũng đem về, nói chung là hơi nhỏ nhặt, hơi ích kỷ đó cô ơi. Nói chung là chúng ta phải coi lại cách hành xử, chà, đừng có vì những cái lời mà công kích của một số người không tốt khi mà nói YouTuber quay tại trên mộ đó và lấy cái đồ ăn đem qua thực gác, thì cái đó cũng tội cho anh em. Những vấn đề liên quan đến lần trước cô lớn, cô phát ngôn này nọ đó thì còn clip hết ha. Còn cái chuyện mà đem vứt cái món đồ của cô sọt gác thì nó không có. Chỉ có những cái bông hoa mà úa tàn cả nhà thì đem bỏ thôi. Còn những cái đồ ăn đồ uống á, thì họ chia nhau, thì hoặc là họ đem về nhà họ nấu ăn xào lợi. Chứ không lẽ mấy cô này đem đồ cúng bậy bạ lên cúng anh trai mình, đâu được cả nhà. Đó, thì một phần đó nào đó thì cũng gửi đến cô Lành vấn đề này.
để cho cô hiểu hơn về câu chuyện của anh em quay tại chia sẻ tại mộ Hoa Dương Bình Dương. Cái là cực khổ cô ơi, chứ không phải đơn giản đâu. Lâu 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 được cô Sáu, cô Lành lấn thăm mà cuối cùng đem về hết thì cũng tội cho anh em. Đó, thì cả nhà thấy đi ha. Cúng nhang tàn một phần thôi thì cô Lành đã nhanh chóng thu dọn chiến trường. Ở đây gọi là đem những cái món đồ về hết, những đồ cúng về hết. Đó cả nhà. Thì mấy ngày vừa qua thì Hồng Loan đi diễn tại Úc. Cả nhà thấy rất là nhiều hình ảnh về Hồng Loan diễn Úc đã chiếm sóng tất cả trên 90% rồi. Bật YouTube hay là bật phở bò lên đều thấy Hồng Loan trên cái đường like hay là trên những cái hình ảnh được một số anh chị quay lại cả nhà. Thì trở lại câu chuyện của cô Sáu hôm nay lên trên Hoa Dương Bình Dương thì một cái vẻ nó không được vui lắm cả nhà, không được vui lắm vì cái nét mặt của những người đi cùng với cô không có xa lạ gì. Cô Lành, cô Liễu, rồi cô Sáu và những người bạn của cô Sáu. Nói chung là đi chiếc xe rất là sang. Thì có một số anh YouTuber khịa nữa, xe này chắc cũng khoảng tầm mấy tỏi ha. Hỏi xe cô Sáu vậy, cô Sáu im ru, không trả lời. Ở nhà thì đó là những gì mà cập nhật trong chuyến đi của cô Sáu lên Hoa Dương Bình Dương. Chuyến này đi thì không có con ve và không có thím Bảy, chú Bảy đi cùng. Thì hôm trước đi rồi nhưng mà có thể là họ đang bắt quà nhau về câu chuyện gì đó nên họ không đi cùng với nhau trên một chuyến xe. Thông thường thì họ muốn làm màu trước mọi người thì họ sẽ đi cùng với nhau và làm những cái hành động cử chỉ như là thân thương, thân thuộc, hoặc là những cái cử chỉ như là ôm ấp với nhau để cho truyền thông thấy như vậy. Họ thấy anh em ruột thịt này nọ các kiểu. Nhưng cuối cùng đó chỉ là những cái hình thức bên ngoài, những cái hành động bên ngoài để làm cho mọi người thương về gia đình thôi. Nhưng mà trong nội bộ của họ đấu đá ghê gớm cả nhà. Thì thím Bảy, chú Bảy thì cũng đã mới khai trương cái quán mới rồi, thì khai trương và bán thêm vé số ha, bán vé số ở nhà ha. Thì chuyện bán vé số là chuyện kinh doanh của mọi người, thì nói chung là bán không tốt thôi. Nhưng mà một số người thì cho rằng cái việc bán vé số này nó giống như cái chuyện lấp liếm cái chuyện đề về sao kê. Nếu như mà vấn đề sao kê thì vấn đề sao kê mà mọi người làm xong á, cái chuyện buôn bán cái gì cũng được hết á. Còn những đề sao kê chưa làm xong, cho dù chúng ta bán vàng hay chúng ta bán vé số hay chúng ta bán cái gì đó thì tất nhiên là đều bị mọi người soi. Soi ở đây là về những cái đồng tiền, về những cách buôn bán của họ, bao buôn bán mà nó không hợp lý, hợp lệ cả nhà. Thì tất nhiên mọi người sẽ thấy nó kiểu như là đốt tiền đó, đốt tiền, rửa tiền để cho cái số tiền mà phung điếu, số tiền mà kêu gọi quyên góp đó, nó được hợp thức quá. Có thể là họ bán lỗ cũng được cả nhà, bán cái cầu lấy vốn lại thôi, lấy những cái đồng tiền đó nó gửi ngược lại. Thì nói chung là như vậy. Thì đó là những gì mà mình chia sẻ cho cả nhà trong bản tin về chuyện cô Sáu đến Hoa Dương Bình Dương cùng với một số người bạn. Thì một số anh chị cũng cho rằng là cái việc đi đến Hoa Dương Bình Dương lần này thì của cô Sáu cả nhà thì cũng là cái áp lực cho Hồng Loan trong cái việc là quyền người em đến giếng mộ người anh, và để gây áp lực cho Hồng Loan trong câu chuyện là đặt cái bài thơ theo như ý nguyện của những người bên kia ha cả nhà ha. Thì đó là những gì mà cô Sáu lên trên Hoa Dương Bình Dương lần này. Còn cái chuyện thương yêu thì là cái chuyện của cô Sáu đối với cố nghệ sĩ thì chỉ có cô Sáu biết thôi. Còn khách quan bên ngoài nhìn vào thì thấy họ lên Hoa Dương Bình Dương chuyến này, chia cái dịp mà Hồng Loan đi Úc biểu diễn, thì nó giống như là một câu chuyện là gây một cái áp lực cho Hoa Dương Bình Dương với cái quyền là quyền em của cố nghệ sĩ, cái quyền mà cái người đứng tên hợp đồng đầu tiên đó nha, là mẹ con của cô Sáu đứng tên hợp đồng. Và hiện tại thì Hoa Dương Bình Dương cũng đã làm việc với Hồng Loan trong câu chuyện là sẽ không có bất cứ ai động chạm đến ngôi mộ của cố nghệ sĩ, trừ khi chưa được sự cho phép của Hồng Loan. Vì trước đó là Hồng Loan, trước khi đi Úc, Hồng Loan đã lên Hoa Dương Bình Dương và có làm việc với ban quản lý Hoa Dương rồi về những cái vấn đề mà không được tác động đến ngôi mộ, hoặc là thay đổi, hoặc là có cái gì mới đến ngôi mộ không, nếu mà chưa được sự cho phép của Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ, con gái duy nhất và hợp pháp nhất là hiện tại cả nhà. Đó là những gì mà Hồng Loan công bố trước mọi người sau khi đến Hoa Dương Bình Dương về. Và khi mình đề cập đến vấn đề là bài thơ của ông sạc pin sạc rằng vậy ha, thì không biết là cái bài thơ nó ý nghĩa nó như thế nào. Và khi đặt lên rồi thì những cái người lợi lộc nhất là ai, mà tại sao họ muốn làm như vậy, thì chúng ta sẽ chờ xem bước tiếp theo của cô Sáu và phía của ông sạc pin ha. Thì mấy ngày vừa qua thì ông sạc pin đang chu du ở nước Mỹ, không phải là ở Việt Nam ở nhà.
hình ảnh ông chụp hình nó toàn nước Mỹ thôi. Những lần đi mua ăn, đi mua sắm hay là đi trên phía những cái cầu bộ hành đâu là lên gốc cầu đó, ông ta chụp nó Cần Thơ, hoặc là những cái hình ảnh mà ông ta chụp đêm phi tại ngôi mộ của sĩ đó là toàn là hình ảnh của một số anh em YouTuber quay chia sẻ tại Hoa Dương Bình Dương thôi. Còn ông hiện tại thì chưa về Việt Nam. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho cả nhà trong bản tin hôm nay xung quanh cái câu chuyện là cô Sáu lên Hoa Dương Bình Dương và muốn gây áp lực cho ban quản lý Hoa Dương về vấn đề đặt bài thơ trên mộ của nghệ sĩ. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui. Nhớ bấm like, share và ủng hộ kênh Dòng Sự Kiện. Em sẽ cập nhật những thông tin diễn biến mới nhất trong drama của Hồng Loan gửi đến cả nhà. Xin chào cả nhà.